Ra cửa hàng với tao. Ra cửa hàng làm gì? Mày tưởng tao rảnh lắm á? Ra cửa hàng để mày sai vặt à? Từ hôm nay tao sẽ truyền nghề cho mày. Tao không để mày lông nhông lang thang vô tích sự nữa. Vô tích sự cái gì? Tao ấy đang làm giàu mà sắp giàu rồi. Mày ấy phải có tư duy của người giàu đi. Mình phải làm chủ, thuê nhân viên về mà làm, chứ cứ lấy công làm lãi như mày ấy, đến một quýt mới có tiền. Giáo mồ hôi cái ấy, mặt cắm đất, mông chổng lên trời. Ờ, được rồi. Thế bây giờ mày nói cho tao biết cách mày đang làm giàu đi. Nếu hợp lý, tao học, được chưa? Chưa nói được. Bao giờ thành công ấy, tao sẽ chính thức công bố với tất cả mọi người. Còn bây giờ tao nói gì ấy, thì mày cũng bảo là lý thuyết suông, sao giống. Thiên cơ ấy, bất khả kháng. Cứ chờ đấy. Lộ. Vĩnh biệt. Không phải chờ nữa. Chứng minh luôn nhá. Đi ra đây. Ngồi cho vững không để ngã. Ngồi vững chưa? Mày ấy đang ngồi trước mặt một người giàu. Tao đố mày biết tao đang có bao nhiêu tiền. Bao nhiêu? Mày ngồi vững chưa? Không để ngã. Thôi, tao đỡ cho chắc. 350 củ. Ui. Đỡ đi. Mày đỡ đi. Mày đưa tao cái. Anh sẽ về quê đón bố mẹ lên để ăn mừng chiến thắng ở nhà hàng gắn sao Michelin. Sau đó em sẽ đi cùng anh để giới thiệu với tất cả mọi người mà anh quen. Họ sẽ phải trầm trồ về sự thành công của chúng mình. Thế anh đã báo tin vui cho bố mẹ biết chưa? Đương nhiên. Mẹ anh sướng điên lên, nhảy sâm sâm trên giường, quên cả cái bụng bầu. Em hiểu cảm giác đấy. Giờ mình về với mẹ luôn đi. À, cuối tuần mà. Giờ anh đưa mấy thằng bạn hay coi thường anh đi quán chén một bữa no nê để chính thức công bố đã làm giàu thành công. Đi, nhìn với anh. Người giàu không xử sự bồng bột như thế đâu. Anh không được thỏa mãn với thành công nhỏ như vậy. Đừng có tự ái. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em đang sửa nhà, bận tối mắt tối mũi vẫn phải bỏ đấy lo cho anh đây này. Em muốn anh và mẹ chốc lấy thời điểm lợi nhuận đang tăng, mình đầu tư thêm, đón cơ hội lớn hơn. Em có chắc không? Giờ anh vẫn hỏi được câu đấy à? Hay là anh muốn em lấy tính mạng ra đảm bảo? Anh muốn thề hay hứa đây? Ý anh không phải như thế. Anh muốn có trong tay tiền triệu hay là 9-10 số 0 đây? Anh em làm được, anh cũng làm được. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin, vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Câu ấy đúng với cả chị nó. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em
cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm dâu không khó. Làm dâu không khó. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi. Anh... rất muốn... vun vào cho hai đứa. Nhưng mà... hôm trước anh đã nói chuyện với cái Đông. Em biết đấy, chuyện tình cảm anh lúc nào cũng nói là anh lo cho em, anh thương em. Thế mà điều em cần nhất anh đã không giúp được à? Anh giúp em đi mà. Anh giúp em đi. Anh giúp em đi. Dình bố đi vắng, dấm dấm rúi rúi vào bếp. Định làm món gì đãi bố đấy? Con làm hộp cơm bento ạ. Thế này thì mình không được chơi rồi, cay. Làm để tặng ấy à? Vâng ạ. Xem nào. Cơm ếch à? Con gấu mà. Rồi. Tôi chết tôi rồi chị. Cái này xấu hổ này chết mất. Chúng mày cứ gọi bố là cái gì? Binh Chi Linh, đầu bếp đệ nhất thiên hạ này. Thế mà con cái tôi này nặn ra thành cái cục. Ba cái cục này không thể nào họ hàng với gấu được. Thế bố không muốn bị mất mặt thì giúp con đi ạ. Ê... nhưng mà tôi có yêu đương gì đâu. Thế anh đã báo tin vui cho bố mẹ biết chưa? Đương nhiên. Mẹ anh sướng điên lên, nhảy sâm sâm trên giường, quên cả cái bụng bầu. Em hiểu cảm giác đấy. Giờ mình về với mẹ luôn đi. Cuối tuần mà. Giờ anh đưa mấy thằng bạn hay coi thường anh đi quán chén một bữa non hê. Để chính thức công bố anh đã làm giàu thành công. Đi, đi với anh. Người giàu không xử sự bồng bột như thế đâu. Anh không được thỏa mãn với thành công nhỏ như vậy. Đừng có tự ái. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em đang sửa nhà, bận tối mắt tối mũi vẫn phải bỏ đấy lo cho anh đây này. Em muốn anh và mẹ chốc lấy thời điểm lợi nhuận đang tăng, mình đầu tư thêm, đón cơ hội lớn hơn. Em có chắc không? Giờ anh vẫn hỏi được câu đấy à? Hay là anh muốn em lấy tính mạng ra đảm bảo? Anh muốn thề hay hứa đây?